Ooh. Bắt hồ mấy con? Bắn theo con thôi. 4 con. Cá đi em bé ơi. Để lấy hết chỗ này nhá. Dậy nào. Dậy được chưa? Mẹ ăn sáng rồi, em cho đi làm nữa. Ăn sáng nhé. Thật trọng không? Sao cho ăn nha, hơi tí cũng muộn em đi làm nắng á.
Anh nhá, anh chào nhá. Chào ngon lắm ạ. Miếng thịt không? Ăn đi nó khỏe đi mà. Tay dài lắm. Sức nha. Muốn đi tè thì bảo nhé. Ăn con bát nữa nhỉ? Ăn thịt à? Ăn đi. Có thịt ở đây không ạ? À? Ăn thịt nhé. Dài. Nhai được thịt không? Không ăn được. Thêm lên một bát cháo nữa nhé. À, thêm miếng này nữa. Cái này còn thịt dài nữa. Mày có thơm lắm nhỉ? Con đứng không? Để em cất bát ạ. Ui, thịt được. Nằm xuống rồi. Chân xuống. Nắng nè. Hôm nay chắc em đi tìm cái gì bán phòng xem đấy. Hay là đi bắt cá nhỉ, giờ này mưa nhiều có cá. Nó trời nắng cho có cá nữa. Nhà chờ nhá. Có mát mát này. Đợi em nhá. Đi tìm đồ bán kiếm tiền á.
đàn cá. Đàn thật đi. Chặn nước vào đó. Thank you.
Give a little whack. And just bang up another one. Can you? Còn nhiều lắm.
Wow.
chứ. Bắt hổ mấy con? Bắn theo con thôi. Còn 5.000 thôi ấy. Đây con này. Bắt cho mấy con đấy. Mấy cho bà cháu con. Thank you.